Rồi ok, em xin chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh ha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái sản phẩm mà em sưu tầm. Đó thì hai ba bữa nay có anh em mình liên hệ mua hàng thì họ có gửi được hàng hay không thì em xin thưa là được nha anh em ha. Đó. Thì anh em mình đặt hàng thì từ ngày 23 đổ về ha. Đó, 23 đổ về thì có khả năng là trong Tết anh em mình nhận được nha. Nó 23 mình nha anh em ha. 23 mình á là cũng còn 1-2 ngày nữa thì trong Tết anh em mình có thể nhận được hàng. Còn nếu như mà qua ngày 23 anh em mình có đặt hàng á ha mà anh em mình không cần nhận trước Tết á thì qua Tết bên giao hàng sẽ giao cho anh em mình nha. Đó. Thì em gửi luôn ha. Em gửi luôn tới ngày 20 chắc cỡ ngày 24-25 mình em mới nghỉ nha anh em. Anh em mình có nhu cầu mua hàng thì em sẽ gửi ha. Thì bên giao hàng báo là sẽ giao kịp thì sẽ giao trong Tết luôn ha. Còn nếu mà hàng tới mà tầm cỡ cận Tết quá, sát Tết quá mà anh em mình nhận không được á thì bên giao hàng sẽ delay giao hàng và sang năm người ta làm lại thì người ta sẽ giao lại cho anh em mình luôn nha. Đó, nói chung là gửi xuyên Tết nha anh em. Rồi ok. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu với anh em mình những cái món đồ sau đây. Thì cận Tết rồi em sẽ bán những cái món nhỏ nhỏ nha. Lô lớn thì cũng có về nhưng mà chắc có lẽ là qua năm em sẽ đăng lên để mà bán cho anh em mình ha. Cận cuối Tết rồi thì cứ gửi mấy nhỏ nhỏ này cho nó dễ. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Đầu tiên thì em sẽ thanh lý cặp loa Sony nha anh em ha. Cặp loa bass Sony. Đó, con này thì 8 ohm nha, 6 ohm nha anh em. 6 ohm 50W nha. Con này tiếng kêu hay lắm ha. Con này con to ha, con to. Đó, dây râu thì chỉa qua hai bên nha, bọc từ hai từ nha anh em. Đó, xương đẹp ken ha. Bụi mấy cái này là bụi thôi, chưa có lau chùi vệ sinh á. Cái này về anh em mình lau chùi vệ sinh là đẹp ken à. Lo có đường kính là 16 nha anh em ha, 16, còn chiều xéo là nó 23 ha, 23. Con này là mặt vuông nha anh em, con này mặt vuông, cái bát con này đánh khá là lực luôn nha. Đó, đây, anh em mình xem ha. Đó, đây thì em có một đôi. Và đây chính là chiếc còn lại nha anh em ha, chiếc còn lại ha. Ở dưới này hình như là bằng nhôm anh em ạ, bằng nhôm nha. Cái chất liệu này giống là bằng nhôm ha. Đó, bụi không à, lau rất là đẹp ken à. Đó thì cặp này em thanh lý cho anh em mình giá 900 ngàn nha. Con này tiếng nó rất là hay nha anh em. Đó. Thì trong tầm giá thì em sẽ cam kết với anh em mình là cho cam vượt xa tầm giá rất là nhiều luôn. Con này tiếng bass lực sáng nha. Đó. Con này anh em mình lên thùng bass nó ok lắm nha anh em. Đó. Và cái gân vuông này nè, cái gân vuông này là có gân thai nha anh em mình yên tâm ha. Có nhiều anh em mình thấy cái màn vuông vậy anh em mình sợ cái gân này không có thai thì có nha. Và gân này thì nếu mà anh em mình sau này về dùng 1, 2, 3, 4 năm gì đó mà nó bị mục đi thì nếu mà không có thai thì gửi lại bên em hỗ trợ thai gân cho anh em mình nha. Nó có gân thai nha anh em. Lo thì con kiết là zin nguyên bản ha, tiếng hay. Cặp này thì em thanh lý giá 900 ngàn nha, giá 900. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Hàng made in da băng xịn nha, từ to nha, hai từ. Nó thì bình thường giá nó hơn 1 triệu nha anh em. Cặp này thì em thanh lý giá 900. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Rồi ok. Và đây thì em có một cái cặp loa, giới thiệu cái cặp loa toàn giải này cái đi nha anh em ha. Cặp loa toàn giải này đi. Đó. Cực đẹp luôn anh em ạ. Đây em có hai chiếc nè. Anh em mình nhìn hai cái màn này cực đẹp luôn nha. Không có điểm gì để mà chê được hết anh em ạ. Lo nó có đường kính là 16 ha, hơn 1 tí nha anh em, 16 hơn 1 tí nha. Đó, thì 16.5 đó. Màn giấy nha, màn giấy, nón giấy, phiểu giấy nha. Đó, phiểu giấy. Đây, rất là đẹp. Màn cực kỳ sâu luôn, nó chuối sâu lút xuống luôn anh em ạ. Gân là gân vải nha, gân vải rất là mềm. Đó, con này đánh tiếng nhạc vàng rất là hay. Toàn giải nha anh em ha, toàn giải, phiểu to, phiểu zin đẹp ha. Xương là thép 7 màu đẹp ken anh em ạ. Đó, anh em mình thấy xương không? Tuyệt vời luôn ha. Và đây chính là cái con lo ha. Cặp này là cặp của Ba Lăng đó anh em, lúc trước em có bán rồi á. Đây Ba Lăng lúc trước nó về nó có cái tem đâu ở dưới này hay sao á. Con này về nó bị rơi tem ha, không có tem. Đó, nhưng mà em biết có lo của Ba Lăng nha anh em, lúc trước em có bán rồi. Đó. Con này tiếng hay lắm anh em ạ. Con này tiếng hay lắm, hay hơn cái lo toàn giải phiểu tôi sẽ ba nhiều. Đó. Em về con cặp một thôi ha. Con cặp một thôi, giá 1 triệu tư nha anh em, giá 1 triệu tư. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó, tuyệt vời. Rồi ok. Em bỏ qua bên ha. Đó. Để quay lại cho anh em mình xem sơn cái nè. Đó. 1 triệu tư cặp này nha anh em. Toàn giải nha. Nhập vàng. Rất là hay. Rồi ok. Để qua bên để hư cái phiểu là tiêu luôn. Và tiếp theo đây là một cặp loa toàn giải tiếp theo nha. Con này thì màn giấy nha anh em, màn giấy gân vải nha, màn giấy gân vải. Nó cái gân nhìn như gân cao su nhưng mà là gân vải nha anh em nha, gân vải nha. Đó, anh em mình lưu ý. Con là dạng toàn giải nha. Anh em mình có thể làm loa trung loa lời cũng rất là hay ha, màn giấy nha, màn giấy. Đó. Đây. Nón là nón nhựa nha anh em, nón nhựa. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp.
thì có những cái nón nhấn như vậy được nha, còn có những nón nó nhấn là nó mớp luôn á. Tại vì em bán hàng em nhìn lo thì em biết cái nào nhấn được thì em nhấn cho anh em mình xem, chứ anh em mình đừng có thấy cái lo nhà này mình nhấn ha, có những cái mũi lo nhấn cái là nó đi luôn á, nó không có đàn hồi lại đâu ha. Tại em bán nhiều hàng thì em biết, thì cái nào nhấn được thì em nhấn cho anh em mình xem thôi đó, cho anh em mình yên tâm ha. Con zin nha anh em, con zin, con này cũ rất là đẹp, cũ rất là đẹp nha đó. Con này thì 30-70W nha anh em, công suất cũng khá là khỏe ha. Con này thì anh em mình có thể sử dụng để mà làm loa trung loa lời karaoke ha, loa trung loa lời để karaoke nghe nhạc xem phim đâu đó. Con này thì made in USA nha, nó loa Mỹ nha anh em. Thì những con này thì nó sẽ được sản xuất gần đây nha, chứ không phải là nó dạng nó những cái loa nó cổ như thế này, hoặc là những cái loa như thế này ha, hoặc là những cái loa như thế này thì sản xuất rất là lâu rồi. Còn những cái loa này thì sản xuất tầm vài năm đổ lại đây thôi đó nha. Nhưng mà vẫn là hàng xịn nha anh em mình nhìn cái màn thôi là biết cái hàng nó xịn hay không rồi. Cặp này về anh em mình làm loa trung loa lời karaoke nghe nhạc gì cũng rất là tuyệt vời nha. Đó, đây. Con này giá 700 nha anh em, 700 ha. Đó. Rất là đẹp. Đó. Thì công suất hoạt động của em nói nhỏ nhất là cỡ 15W nha anh em, còn lớn hơn thì tầm vài chục watt nha. Đó. Đây, công suất đầu vào thì cỡ 15W là loa này hoạt động bình thường rồi ha. Còn khi mà anh em mình làm loa trung loa lời để mà anh em mình karaoke á, thì anh em mình đóng qua tụ hoặc phân tầng nha, thì anh em mình có thể ghép với lại loa bass 25-30 trong gia đình đầu đều được ha. Loa có đường kính là 10.5 ha, 10.5, còn chiều xéo là nó 10 kém 13 một tí nha anh em. Đó, cặp này tuyệt đẹp nha, cặp này tuyệt đẹp, giá là 700.000 nha, giá 700.000. Đó. Cái tên gì nó khó, khá là khó đọc luôn, anh em mình đọc giùm em nha. Đó. Tên đọc khó đọc quá. Làm cái logo của nó nữa nè. Đó. Rồi ok. Cặp này giá 700k ha, rất là đẹp. Đó, bọc từ bên trong chắc có lẽ là hai từ nha anh em. Rồi, và đây là một cặp loa chép châu Âu nha, cặp loa chép châu Âu. Con này em hết hàng lâu rồi, em hết hàng lâu rồi nha. Thì con này đường kính là nó 10.5 nha anh em, 10.5. Đó, mặt rất là đẹp anh em ạ. À. Mặt rất là đẹp luôn. Đây anh em mình thấy nè, nó nha. Đây. Tuyệt vời ha. Đó. Và đây chính là củ lo nha anh em ha. Củ lo thì ở đây nó có mấy cái chốt nè, anh em mình gỡ mấy chốt này ra thì lấy cái củ lo ra khỏi cái mặt này được. Nhưng mà hàng về nguyên riêng nguyên bản ha, em cũng không tháo làm gì. Đó, mũi lo này anh em mình thấy không, mũi nha, nón là nón vải nha anh em. Lo chip đơm lụa nha, chip đơm lụa nó rất là đẹp luôn. Con này của Yamo nha anh em ha, Yamo đó, hàng châu Âu nha anh em ha. Đó, hàng châu Âu xịn sò đó. Đây, cái dòng này thì nó hai tem nha anh em, một tem là tem Yamo nằm ở trên, còn ở dưới hình như là tem thông số đó anh em ạ. Tem thông số, nhưng mà cái tem này không có gỡ được, gỡ là nó gắt rồi nha. Nó tem này thì không có gỡ được. Con này thì đời nó là hai tem ha. Đó, đây thì anh em mình nhìn kỹ sẽ thấy cái tem ở dưới nó có mã số nữa. Tem ở trên rất là mỏng, bây giờ gỡ cái tem trên á là sẽ thấy được cái tem dưới, nhưng mà gỡ là sẽ mất cái tem trên luôn, nó gắt luôn anh em ạ. Gỡ rồi thì không dán lại được nha. Đó, đây, nhìn kỹ sẽ thấy những cái tem ở dưới nó có mã số nữa. Con này là đời hai tem nha anh em, con này đời hai tem, mẫu này em bán nhiều rồi nhưng mà không ra hết hàng, nay mới về đường đôi à. Con này lo đường kính là 10.5 nha, nó lo chip đơm lụa, hàng châu Âu xịn sò. Giá cặp này là 1.700.000 nha anh em ha, giá 1.700.000, hàng châu Âu tuyệt đẹp luôn. Anh em nào mà đang sử dụng những cái thùng lo mà cần những cái cặp lo chép ha, chất lượng cao cấp hay đó, đẹp đó, thì liên hệ với em. Cặp này tuyệt vời đẹp luôn nha anh em ha. Đó, đây đó, rất là đẹp. Thì những cái cặp này giá bình thường em bán sẽ là 1.800.000 nếu mà hàng đẹp xuất sắc đó anh em. Nay cận Tết rồi em bán giá 1.700.000 cho anh em mình nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ ha. Đó. Những cặp này thường ngày thì giá tầm 1.800.000 anh em ạ. À. Đó, hàng đẹp xuất sắc nha. Còn hàng xấu thì em không nói ha. Em chỉ nói hàng đẹp thôi. Cái này là người ta chim shop, người ta vận chuyển về á, cho nên là anh em mình thấy nó không có điều màu này ha. Thì khi mà mở ra lâu rồi thì điều màu lại thôi. Tại cái này là đè xốp lên vận chuyển về á thì nó có khác cái màu ha. Đó, thì cái này từ từ nó sẽ đồng màu lại nha anh em nè. Như là em lấy tay em lau nè, sẽ đồng màu lại nè anh em mình thấy không? Đó ha. Rồi ok, cặp này giá 1.700.000 nha. Đó, anh em nào mua trong dịp Tết này thì giá 1.700.000, liên hệ với em sớm ha. Và cuối cùng đây thì em sẽ quay cho anh em mình cặp chép này rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đây, một cặp lo kèn nha anh em ha, một cặp lo chép kèn. Đây, ở đây là mặt lưới nè. Anh em mình nhìn cái mặt lưới trước nè ha. Đó. Và đây chính là cái lỗ để mà bắt ốc vào cái họng kèn nha. Anh em nào đang có cái họng kèn này thì cứ em nói về. Đó, thì con này thì anh em mình để ngoài về dùng cũng được luôn. Còn anh em nào muốn lắp họng kèn thì lắp vào nha. Thì anh em mình để ngoài thì nó vẫn hát bình thường nó ha. Còn anh em mình để họng kèn vô thì nó phóng hơn và anh em mình lắp thùng được ha. Đó, con này thì anh em mình có thể sử dụng để mà karaoke nghe nhạc đồ thoải mái luôn nha anh em. Đó, con này công suất khỏe ha. Con này là đít nhôm anh em ạ. À. Con này là đít nhôm nha. Nè, cái đít này là bằng nhôm luôn nha anh em. Đít này bằng nhôm luôn. Đó, và đây là hai cọc lo nha, hai cọc lo bạc nha anh em. Nhúng rất là sướng luôn ha. Đó, đây.
ốc lục giác nha, ốc lục giác để có thể mở được ra xem cái con và từ lo trắng tinh luôn ha, con này rất là nặng nha. Thì tí nữa em sẽ khui ra cái con cho anh em mình xem. Và cái khe con của nó có bọc đồng luôn anh em ạ. Nó có bọc đồng luôn cho nên cái tiếng rất là tuyệt vời. Những cái lo bình thường sẽ không có nha. Thì tí nữa em sẽ khui ra cho anh em mình xem. Thì con này nó có cái đường kính mặt là nó 12 nha anh em, 12 nha. Còn đính đường kính lỗ ốc á, đường kính lỗ ốc nè, đây anh em mình có thể thấy nha. Đo giữa lỗ ốc là 10 thích 5 đó anh em. Đó ha. Đây, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Thì những cái họng kèn mà nó có đường kính giống vậy thì anh em mình mua về là lắp vào được ha. Đó, còn đường kính chiều ngang đây, đó em đo cho anh em mình xem nè, 7.5 nha, đó 7.5, đó anh em nào mà đang có cái ưng cái cặp này thì liên hệ với em, ha, đó, thì bây giờ em sẽ khui một chiếc cho anh em mình xem nha, hai chiếc này em đều kiểm tra kỹ rồi, nó rất là đẹp và zin luôn, cái lớp trên này là lớp xốp nha anh em, cái lớp xốp để mà anh em mình lắp cho nó im á ha, người ta dán một cái lớp xốp rất là đẹp, đây, rồi bây giờ em sẽ khui ra cho anh em mình xem về cái con lo nha anh em ha, em khui ra cho anh em mình xem cái con lo, ha, đó. Anh em mình coi có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó, và bây giờ thì em sẽ khui ra để cho anh em mình cùng xem cái con lo bên trong nha. Đó. Bên trong con cái này, con rất là to và cái khe con á nó có bọc đồng anh em cho nên tiếng rất là sáng luôn. Thì những cái con mà có bọc đồng thì anh em mình biết rồi ha. Anh em mình chơi lo thì anh em mình thấy cái này là anh em mình ghiền luôn. Thì con cặp kèn này em sưu tầm vào thì không có biết hiệu gì nha anh em, nhưng mà lo nhìn xịn và chất âm rất là hay ha. Thì em cam kết với anh em mình là chất âm rất là tuyệt vời. Ở giá con này thì 3.2 triệu nha, 3.2 triệu với điều với một cái là không biết cái hiệu gì ha, không biết hiệu gì đó. Thì bây giờ em khui cho anh em mình xem về cái cấu hình lo đó, anh em nào mà thấy ưng thì liên hệ với em ha. Đó thì những cái hàng mà em nhập vào em thấy nó chất lượng là em nhập, có những cái nó rớt tem thì em vẫn nhập ha, nhưng mà cặp này mà nếu mà nó có tem chuẩn kỹ đàng hoàng thì giá cũng sẽ rất là cao chứ không có giá này nha. Đó, và đây chính là cái đít nha anh em, cái đít này là bằng nhôm nha, đó 7.200 ha, bên trong này có in mã số nè, đó nha, đó rất là đẹp, đít ra là đít nhôm nha anh em, đít nhôm, đó nha, không phải là bằng nhựa nha, xịn sò luôn ha. Và đây chính là cái con lo anh em ạ, con lo nha, đó anh em mình thấy ha, đây cái con lo thì ở đây nó có ngày nè anh em, ngày 6 ha, đó, 30/6/2017 nha. Đó, và đây chính là cái con lo này nè anh em, mình thấy cái con lo xịn không ha. Đó, để em đo cái đường kính con cho anh em mình xem nha. Con này là con 750 nha anh em, con 750 nha. Đó, rất là đẹp. Đây, hàng nguyên rin nguyên bản nha. Đó, tuyệt vời. Đây là những cái vết keo zin nè anh em mình thấy không ha, keo xanh ha. Đó, người ta niêm phong lại luôn. Con rất là đẹp anh em ạ, con 750 nha. Rồi, để em để cái này xuống ha. Đó, để xuống và em sẽ cho anh em mình xem cái này. Đây, cái lớp khe con này anh em mình thấy cái lớp khe con không, là ở đây nè ha. Đó, và ở đây nó sẽ có một cái lớp đồng, nó bọc cái lớp đồng này anh em mình thấy không. Thì những cái hàng xịn nó mới có cái lớp đồng này nha, còn những cái hàng bình thường sẽ không có cái lớp đồng này nha anh em. Đó, cái lớp đồng nằm đây nè anh em mình thấy ha. Đó, rất là đẹp. Đây, nó bọc xung quanh luôn một cái lớp đồng ha. Đó, và đây chính là cái những cái lỗ hở để mà nó cho cái hơi, nó cho cái hơi lên đây nha anh em ha. Đó, ở đây nó sẽ có một cái miếng để mà cho cái con lo nó nằm lên nè, đó ha, đó một cái miếng nhựa nha anh em, một cái miếng nhựa hình tròn ha, đó để vô đây, đó rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp luôn, đó hàng dày thì giá là 3.2 triệu nha. Ở thì nói chung là cặp này em không có biết hiệu gì nhưng mà em nhìn sơ là em biết cái hàng xịn rồi, đó anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với em, còn anh em nào mà quan tâm về tới cái nhãn hiệu á, muốn biết cái lo đó hiệu gì thì anh em mình có thể bỏ qua cặp này. Còn anh em nào mà cần cái lo ngon bổ rẻ ha, mà anh em mình nhìn hàng biết hàng xịn thì liên hệ mua hàng nha. Đó, thì em đã báo rất là rõ trên video rồi. Đó nha. Thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.